Kính chào quý thầy cô, em sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách kiểm tra cho cái dữ liệu mình có nộp hay là không. Thầy cô lưu ý là mình vào cái mục hệ thống năm làm việc. Đây mình xem coi hiện tại là mình đang ở dữ liệu của năm học nào, như ở năm học 19-20. Rồi thầy cô sau đó thầy cô vào cái mục đăng ký đánh giá ngoài. Cái mục đăng ký đánh giá ngoài này là cái mục để nộp dữ liệu, chứ không phải là mục này là để mình đăng ký mà thực hiện đánh giá ngoài. Thực hiện thầy cô nộp dữ liệu ở đây. Ví dụ như trạng thái là hiện tại là thầy cô thấy người tiếp nhận là sở dục rồi đã xác nhận. Như vậy là cái dữ liệu của thầy cô của năm 19-20 đã được sở giáo dục là xác nhận duyệt cái dữ liệu này. Thì do đó là thầy cô sẽ không được chỉnh sửa. Đó. Ví dụ thì cô vô trong mấy cái mục này là thầy cô không có được chỉnh sửa, nó sẽ khóa mấy cái tính năng. Đó. Nó sẽ khóa hết mấy cái tính năng này, thầy cô sẽ không có cái nút cập nhật ha. Thầy cô sẽ không ấy được. Đó. Bây giờ trường hợp á mà thầy cô khi về được cấp sở rồi thì thầy cô phải nhấn cái nút yêu cầu thu hồi dữ liệu. Yêu cầu thu hồi này thì sở giáo dục sẽ tài khoản của sở sẽ duyệt, thì lúc đó thầy cô mới 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 cập nhật được cái dữ liệu. Đó. Rồi, thì cái quy trình của nó là đi từ phòng giáo dục, đi từ trường, trường của thầy cô là nộp cái báo cáo, thì nộp vào ở cái menu đăng ký nó ra ngoài, thầy cô nộp, rồi sẽ lên cấp phòng. Khi ở cấp phòng chưa tác động gì, chưa duyệt hay là chưa từ chối hay chưa gì hết á, thì thầy cô cứ nhấn vào cái phiếu yêu cầu thu hồi dữ liệu thì tự 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 trường sẽ thu hồi được. Đấy. Còn khi mà phòng duyệt rồi thì nó sẽ chuyển lên cấp sở. Đó. Trạng thái cấp sở duyệt hay là chưa duyệt thì lúc đó thầy cô mà muốn cập nhật thì thầy cô phải nhấn cái nút yêu cầu thu hồi dữ liệu. Đó, yêu cầu thu hồi dữ liệu thì lúc đó là tới tới sở là phải từ chối. Từ chối thì lúc đó dữ liệu mới trả về được. Thì cái quy trình nó nộp đó, nó như thế này. Đó, mong thầy cô mình xử lý cho nó đúng. Em xin hết.